Rồi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn tiếp cái buổi tiếp theo, đó là mình sẽ đi câu lệnh mình có ít rồi, bây giờ mình đi câu lệnh suýt rồi, bây giờ mình qua câu lệnh là các câu lệnh lặp ha các bạn, các câu lệnh lặp nè. Đây, câu lệnh lặp ha. Câu lệnh lặp thì các bạn thấy là mình có 3 câu lệnh từ trước đến giờ ha các bạn. Các bạn rất là quen thuộc, đó là câu lệnh for này, while này, do while đúng không? Đó là 3 câu lệnh lặp cơ bản ha. Đấy, trong câu lệnh lặp thì có luôn câu lệnh nhảy, các bạn lưu ý mình có câu lệnh nhảy ha. Câu lệnh jump, câu lệnh nhảy này, mình gọi là câu lệnh nhảy, mình có câu lệnh là break. Continue ha. Riêng break thì nó được dùng cả trong câu lệnh switch ha các bạn. À, còn câu lệnh nhảy khác đó là câu lệnh return thì được dùng vào hàm. Thì khi nào học đến từ hàm thì cô sẽ nói nhé. Thì trước tiên là cô sẽ đi câu lệnh for trước. Đó, câu lệnh for trước ha. Thì câu lệnh for được áp dụng để làm gì ạ? Để các bạn thực hiện một câu lệnh, một cái đoạn lệnh hoặc một câu lệnh hoặc một nhóm câu lệnh ha, hoặc là khối lệnh đó, để thực hiện một khối lệnh hoặc là một lệnh đúng không? Một câu lệnh á, đúng không ạ? Một câu lệnh. Đấy, nhiều lần. Thì riêng cái for thì các bạn nên dùng với những cái vòng lặp mà có số lần xác định trước. Ha, xác định trước. Thế nào là cái vòng lặp mà có số lần xác định trước? Ví dụ ha. À, số lần xác định trước ví dụ như là thực hiện in ra chữ đúng không? Viết câu lệnh in ra chữ chuỗi Hello World 10 lần. Hello World 10 lần. Đúng không? Thì 10 lần này có nghĩa là tôi biết nó sẽ lặp 10 lần. Đơn giản vậy thôi. Tôi lặp 10 lần thì tôi dùng một vòng lặp for là tiện nhất. Đúng không? Hoặc một cái ví dụ thứ hai là như này. Cho một mảng N phân tử hoặc N phân tử. Đúng không? Duyệt mảng. Cho mảng 5 phân tử. Đúng không ạ? Đó. Đấy, xuất ra màn hình. Màn hình các giá trị của mảng. Thì đấy các bạn biết rõ là mảng của tôi có sẵn 5 phân tử rồi. Và tôi duyệt các phân tử đó thì tôi phải dùng vòng lặp. Dùng vòng lặp để duyệt là phân tử thứ nhất tôi duyệt, tôi dùng vòng lặp tôi duyệt phân tử thứ hai, tôi dùng vòng lặp lần thứ hai. Vậy là 5 phân tử thì tôi lặp 5 lần. Tức là các bạn sẽ làm việc thường xuyên về mảng nếu các bạn dùng vòng lặp for. Bởi vì là các bạn sẽ biết trước là mảng đấy có bao nhiêu phân tử. Ok không ạ? Đấy, thường mình làm những việc mà mình biết trước số lần lặp á. Đúng không ạ? Thì mình dùng for là ok nhất, dễ làm nhất. Cú pháp của vòng lặp for như sau. For. Đấy, let y gán bằng. Có thể chạy từ 0. Tại sao người ta gán từ 0? Bởi vì là thường số 0 ấy nó gắn với cái phân tử chỉ số của phân tử đầu tiên của mảng. Cho nên là người ta gắn số 0 cho nó thành thói quen. Tôi chạy từ 0. Còn bình thường nếu không liên quan nhưng mà liên với mảng nhé, với mảng thì bắt buộc phải chạy từ 0 rồi. Nhưng mà ví dụ tôi in ra chữ Hello World 10 lần. Ví dụ thì cơ có let y nhỏ hơn 10. Y cộng cộng đúng không ạ? Cú pháp. Look đúng không? In ra cái chữ Hello World 10 lần đúng không? Look. Đúng không? Hello world. Hoặc là các bạn đang dùng có cái gì ạ? Có anh này. Thì tôi có thể dùng bằng document.write đúng không ạ? Đây. Ngoài lock thì các bạn có thể dùng cái document.write hoặc là alert đúng không ạ? Chữ hello world. Kiểu như thế. Rồi, giả sử chạy cái bài này ha. Thì các bạn run nó ha, open. Đó. Nó in chữ Hello World 10 lần. Ok không ạ? Thì các bạn muốn xuống dòng thì sao ạ? Muốn xuống dòng thì
cộng thêm thẻ BR đằng sau này nữa, nó xuống dòng các bạn. Ok, xuống dòng in chữ hello world 10 lần. Rồi, cô gom này lại ha, để các bạn nhìn cho dễ. Ok. Rồi. Nhưng mà với cái trường hợp này các bạn này, với trường hợp này nào, thì chạy từ 1 là vẫn ok nhé. Chạy từ 1 thì ở đây thay bằng nhỏ hơn bằng 10 thì nó cũng in ra 10 lần. Đấy, không tin thì các bạn để đấy y đây, y cộng đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không ạ? Y chạy từ 1. Ok, nó chạy vẫn đúng. À, tuy nhiên với mảng thì không được nha các bạn. Ví dụ như là tôi cho mảng 5 phân tử đi ha, mấy phân tử tôi không biết. Tôi có constant, constant array gắn bằng một cái mảng bất kỳ nào đó ha. 5, 2, 7, 10, 9, 8 gì đó, bao nhiêu phần tử tùy. Thì tôi in ra toàn bộ các phần tử này thì cô cũng dùng một là for đúng không ạ, cũng let y gắn bằng 0, y nhỏ hơn ở đây các bạn để là array chấm length là độ dài đúng không, số phần tử của mảng đúng không ạ, y cộng cộng. Ok, cũng write ra ha, document chấm write, in ra màn hình ha, in ra cái này là in ra browser các bạn trình duyệt ha, cái chữ cái số phần tử đúng không, số phần tử là array y ha. Đấy, y là chỉ số nhá, y là chỉ số của các phần tử của mảng. Muốn thêm br thì các bạn cộng thêm br vào đây, xuống dòng ha các bạn. Ok, vậy là nó in từ 5 tới 9 là 5, 2, 7, 10, 8, 9. Ok chưa ạ? Rồi, tuy nhiên nếu như các bạn bảo là giống cái trên tôi để 1 thì sao? Nếu tôi chạy từ 1 và đây để số bằng thì sao? Nếu cái này nó không bảo lỗi nha các bạn. À, tuy nhiên là các bạn thấy nè, cái số 1 nếu mà array 1 á, thì nó sẽ là phần tử số 2 cơ, chứ không phải số này. Rồi array 3, 2, 3, 4, 5 rồi hết rồi đến 6, 6 là cái phần tử cuối là độ dài của mảng đúng không? Nhỏ bằng mà array 6 thì không có nha các bạn. Array 6 không có, nó hết rồi thì nó sẽ hiển thị undefined. Nhưng mà nếu các bạn học các cái ngôn ngữ biên dịch á, ngôn ngữ này là ngôn ngữ thông dịch nhé, học cái ngôn ngữ biên dịch giống như Java hay C á, nó bảo lỗi liền là các bạn. Nó bảo lỗi ngay, tại vì là nó làm gì có array 6 đâu. Nó chỉ array 0, 1, 2, 3, 4, 5 thôi, array 5 thôi. Đến array 6 là nó không có nữa, nó hiển thị undefined. Mà nó không bảo lỗi những cái dữ liệu nó bị sai này các bạn. Đấy, cho nên với mảng thì nó luôn luôn bắt đầu chạy từ 0 và đến cái phần tử gần cuối. Có nghĩa là n trừ 1 đó, thì thay vì nhỏ bằng n array chấm len trừ 1 thì tôi để nhỏ hơn, chứ không để dấu bằng nữa. Đến bằng là nó thoát rồi. Đúng không ạ? Vậy cái này nó phải là cái for này phải chạy như thế này nó mới đúng. Ok chưa? For phải chạy như thế này mới đúng. Ok. Rồi. Bạn nào vừa vào ta? Cô không nhìn thấy bạn đâu. Đây. Đấy, Thắng Huỳnh này. Ok. Rồi. Rồi nhá. Bây giờ mình sang cái, vậy là các bạn phải hiểu không, là for này, thứ nhất là nó biết trước số lần lặp này các bạn. Ok chưa? Và đây là cú pháp của for này. Rồi, nhớ là for chạy cho mảng thì luôn luôn bắt đầu chạy từ 0 nhá, duyệt mảng luôn luôn bắt đầu chạy từ 0 nha các bạn. Rồi, thêm một cái nữa nhé. Bây giờ nha. Vậy thì cái vòng lặp for này nó chạy như thế nào? Thì cô sẽ mô tả cái cách vận hành của vòng lặp for này các bạn này. Vận hành của vòng lặp for nhá. Đầu tiên cô lấy cái vòng lặp for dưới này đấy các bạn nhé. Đầu tiên tôi để 5 phân tử thôi nha. Để cho các bạn đấy. Nó chạy từ 5 tới đến 8 này nè. Thì đầu tiên có phải là khi điều khiển chương trình gặp vòng lặp for thì nó thực hiện câu lệnh là let y gắn bằng 0. Vậy khi đó y sẽ được gắn bằng 0 nha các bạn. Sau đó nó kiểm tra, nó tính toán cái array chấm len. Tức là array chấm len bây giờ nó là 2, 4, 5, nó sẽ là gán array chấm len là bằng 5. Nó có tính cái phép này nha các bạn.
nó có tính phép toán là array chấm len đấy, nó tính ra là bằng 5. Rồi sau đấy nó sẽ so sánh y có nhỏ hơn 5 hay không, y hiện tại bằng 0, nó so sánh có nhỏ hơn 5 hay không. Vậy là không nhỏ hơn 5 nó trả về là true, nó trả về là true. Nếu đúng rồi thì nó thực hiện câu lệnh là document write chấm, nó in ra cái array chấm y, mà array chấm y tương đương với array array 0, thì array 0 bây giờ bằng 5 cho nó in ra cái in ra cái số 5. Đó. Thực hiện xong câu lệnh ở đây rồi thì nó mới quay lên cái vòng lặp này, nó tăng này, y tăng lên 1. Vậy y bây giờ đang ở 0 tăng lên 1 thì y bây giờ bằng bằng 1. Đó. Rồi y bằng 1 thì nó làm gì tiếp ạ? Y bằng 1 thì nó lại quay lại đây, nó kiểm tra điều kiện. Vậy các bạn sẽ để ý là cái câu lệnh let y bằng 0 này nó chỉ thực hiện một lần duy nhất trong đời thôi. Đó là câu lệnh gán ha, nó gán một lần duy nhất trong đời thôi. Lần thứ hai nó tăng y lên 1 rồi ha, thì nó lại quay lại kiểm tra điều kiện ha, nó vẫn tính lại lần nữa nha các bạn. Hay lắm. Bây giờ giả sử các bạn có y bằng 1 rồi ha. Cái này không phải gán mà y bằng 1, cái này là do cái câu lệnh y cộng cộng á, cô viết xuống đây các bạn nhìn cho dễ nè. Cô viết xuống các bạn nhìn cho dễ thôi nhé. Chứ không phải là nó gán đâu, nó tăng y lên 1 đấy. Rồi, nó lại tính tiếp array len này nè, có đúng là bằng 5 hay không? Ừ, nó tính bằng 5 đấy các bạn. Đó, nó tính bằng 5. À, sau đấy nó kiểm tra là y bằng 1 có nhỏ hơn 5 hay không. Nếu mà đúng thật là nhỏ hơn 5, đúng không? Mà chắc chắn nó nhỏ 5 đâu. Nó trả về true đó. À, thì nó đúng rồi, nó lại thực hiện câu lệnh document.write. Vậy thì nó in ra array y. Mà array y bằng 1 thì array cái này là y 1 ha. Array 1 thì nó bằng 2. Đây, số 2 này nè, nó chính là array 1 ha. Đó, nó in ra số 2. Đây, các bạn nhìn thấy in ra số 2 nè. Sau đấy nó lấy lên, nó tăng y lên 1. Vậy y đang 1, tăng lên 1 nữa là y bằng 2. Tương tự như thế, xuống đây các bạn tính tiếp nha, y bằng 2 nè. À, nó lại tính tiếp, nó tính tiếp array chấm len này trước à. Nó tính tiếp array chấm len này bằng 5. Sau đấy nó lấy 2, nó so sánh với 5. 2 có nhỏ hơn 5 hay không? À, đương nhiên nhỏ rồi, 2 nhỏ hơn 5 bằng true. Thì nó sẽ lại thực hiện, nó in ra cái array 2 ha các bạn. À, array 2 bây giờ là bằng 7 ha. Đúng chưa? Rồi sau này nó lại quay lên, nó tăng y lên 1 nữa, y bây giờ bằng 3. Đồng ý không? Y bằng 3 thì nó lại tính tiếp. Y bằng 3 tôi viết đấy cho nó đẹp thôi. Y bằng 3 nó tính tiếp là cái array chấm len vẫn là bằng 5. Nó so sánh là 3 có nhỏ hơn 5 hay không? Đương nhiên là true đúng không ạ? Rồi nó in ra cái array 3. Rồi các bạn để kiểm tra nhá, array 3 bây giờ là đây 0 1 2 3, array 3 bằng 10. Đúng không ạ? Array 3 bằng 10. Và y khi đấy nó lại tăng tiếp. Y nó lại thực hiện câu lệnh này xong nó lại tăng y lên 1, nó lại thực hiện câu lệnh y cộng cộng. Đấy, y bây giờ bằng 4. Đó. Rồi y bằng 4 đúng không các bạn? Y bằng 4 thì nó lại quay lại, nó tính cái array chấm len vẫn là 5. Thấy không ạ? Đó, và là nó có so sánh 4 có nhỏ hơn 5 hay không? Ồ, 4 nhỏ 5 đương nhiên nó trả về true rồi. Nếu mà nó true thì lại thực hiện câu lệnh nhá. Nó in ra array 4. Đó là lý do tôi cho số phân tử nó nhỏ đó các bạn. Nhỏ đó các bạn, nhìn cho dễ. Để 4 để 5 thôi, đừng để 10. 10 làm đuối lắm. Và array 4 này bây giờ nó là sẽ bằng 8 nhá. Này, array 0, array 1, array 2, array 3, array 4 bằng 8. Rồi y tôi gán, nó lại tăng tiếp, nó lại tăng lên, nó sẽ là 5. Tức là nó lại thực hiện tiếp câu lệnh y cộng cộng. Y cộng cộng thì y vẫn bằng 5. Rồi nó vẫn chạy tiếp nhá các bạn. Rồi giả sử y bằng 5 đi ha. Thì nó lại vẫn tính cái array chấm len này này, nó tính là bằng 5. Sau đó là y bằng 5 nó so sánh có nhỏ hơn 5 hay không. Đương nhiên y bằng 5 sẽ không nhỏ hơn 5, mà nó bằng thôi. Nếu câu lệnh nhỏ hơn bằng thì nó là sẽ true. Nhưng ở đây nó chỉ nhỏ hơn thôi, cho nên sẽ trả về false. Đó. Mà nó trả về false thì cái điều kiện sai rồi. Điều kiện sai thì nó thoát ra khỏi vòng lặp. Đấy. Ok chưa? Thoát ra khỏi vòng lặp for. Dừng. Và nó in ra 5, 2, 7, 10, 8 là cái số này. Các bạn chuẩn chưa ạ? Thấy không ạ? Vậy là đó là cách vận hành của vòng lặp for.
Đấy, nó sẽ đầu tiên nó sẽ gán let y bằng 0. Sau này nó thực hiện câu lệnh so sánh nhé. So sánh nó tính toán xong nó thực hiện câu lệnh so sánh. Nếu biểu thức so sánh này, cái biểu thức này mà trả với true thì nó sẽ thực hiện câu lệnh document.write. Những câu lệnh trong này là nó thực hiện hết. Thực hiện hết xong cái nó tăng cái y lên 1. Tăng y lên 1 xong rồi là quay lại kiểm tra điều kiện cái nữa. Rồi nếu true tiếp thì nó lại thực hiện nó lại tăng y. Rồi nó lại quay lại kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện này sai thì nó sẽ thoát ra vòng lặp luôn, không làm gì nữa. Nếu sai thì nó văng ra khỏi vòng lặp luôn và nó dừng. Vậy là các bạn thấy là nó chạy đến y bằng 5 thì nó dừng. Nó chạy y bằng 0, y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3, y bằng 4. Đến y bằng 5 cái nó so sánh điều kiện sai, cái nó thoát khỏi vòng lặp luôn. Được chưa ạ? Thì đó là cách vận hành của vòng lặp for. Ok không ạ? Đó. Thì tại sao cô giải thích cái này? Tại vì có thể các bạn không hiểu nhá. Có một số bạn lại tưởng là hỏi vòng lặp for chạy sao? Đầu tiên các bạn gán let y bằng 0, y nhỏ này, y cộng cộng trật nhá. Nó vận hành là cái này thực hiện một lần duy nhất thôi. Nó kiểm tra điều kiện. Sau này lại thực hiện câu lệnh. Thực hiện hết câu lệnh trong thân thân của vòng lặp for xong nó mới tăng y lên. Lên 1. Rồi là tự kiểm tra điều kiện nha. Rồi các bạn lưu ý cái vòng lặp for cho cô nha. Rồi xong vòng lặp for. Ok. Rồi xong vòng lặp for đến cái vòng lặp thứ hai là vòng lặp while. Được chưa? Vòng lặp while ha. While. Ok. Thì vòng lặp while và do while nó gần giống nhau ha. Do while. Thôi tôi viết lần một lần luôn ha. Cái vòng lặp này thì nó sẽ nên dùng khi nào? Dùng với vòng lặp mà chưa biết trước số lần lặp. Có lấy một cái ví dụ nha. Đấy, cái ví nó có sách mách có chứng đúng không? Ví dụ như thế này thì là chưa biết số lần lặp nè. Các bạn biết điểm đúng không ạ? Đơn giản là điểm thôi. Nhập điểm. Nếu điểm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10 thì yêu cầu nhập lại. Nếu đúng. Nếu đúng là từ nếu từ 0 tới 10 thì xuất ra màn hình. Ok. Vậy là đọc cái bài này mình sẽ thấy cái sự lặp ở đây này, nhập lại. Nhập lại tức là công việc nhập đấy phải là được thực hiện nhiều lần. Thực hiện nhiều lần. Ok. Đấy, và số lần tôi không biết lặp bao nhiêu lần, tại vì là nếu mà nhập đúng thì tôi dừng. Vậy thì cái việc mà lặp này nó phụ thuộc vào ông nhập. Ông cứ nhập sai hoài. Ừ thì nói là nó cứ lặp hoài. Nhưng ông nhập đúng cái là dừng ngay. Còn nhập đúng ngay từ đầu thì lại không rơi vào vòng lặp luôn. Ví dụ như thế ha. À đấy, ví dụ cái bài này cô sẽ thể hiện như sau ha các bạn. Vậy là có sự khác nhau ở đây nè. Đều là vòng lặp ha. Thì for thì nên dùng cho những cái vòng lặp mà biết trước số lần lặp. Còn while và do while thì nên dùng với cái vòng lặp mà chưa biết trước số lần lặp. Thực ra thì dùng cái nào cũng được nhá, nhưng mà khuyến nghị là nên dùng. Chứ không phải là phải dùng nhé, nên dùng, không phải là phải. Cho nên là một cái biểu thức nào đó mà các bạn cần để trong vòng lặp thì các bạn dùng for cũng được, while cũng được, do while cũng được, đều như nhau ha. Tuy nhiên là mình khuyến nghị là nên dùng cái nào hay hơn, tiện lợi các bạn hơn, đúng không ạ? Thì các bạn bảo ủa sao vậy, lại có for rồi còn do while làm gì? Người ta cho các bạn nhiều cái lựa chọn để các bạn có thể dễ dàng thực hiện cái code của mình hơn ha các bạn ha. Chứ bản chất là nó chuyển cho nhau được đấy, đổi được ha. Rồi cô làm cái bài này này, làm cái bài này với cái nhập điểm luôn ha. Với cái vòng lặp while á các bạn. While nè. Cú pháp là while. Biểu thức ha. Biểu thức. Mà biểu thức ở đây mình phụ thuộc vào điểm.
Nếu mà điểm nhỏ hơn 0. À. Hoặc điểm lớn 10 thì yêu cầu nhập lại. Vậy thì mình sẽ nhập lại điểm. Thì vậy trước tiên là mình muốn có cái điểm này mình phải nhập điểm trước. Let điểm gắn bằng, cô để là prompt ha, prompt, cái hàm prompt. Okay. Cái hàm này thì nó có ba đối số thôi, cái này tôi không nói nhiều cái hàm nữa, kệ nó đi, không nói. Đấy, bây giờ nhập số số 1 thì nó sẽ hiểu là điểm số 1 ha. Như thế. Nếu là điểm mà rơi từ nhọn 0 thì tôi lại nhập lại. Vậy tôi sẽ điểm lại gắn bằng prompt. Ok. Rồi, nếu như mà nó thoảng, tức là nó từ 1 tới 10 thì tôi sẽ in ra điểm, đúng không ạ? Document.write. Có để chấm write để các bạn nhìn trên màn hình này luôn nhá. Điểm cộng, đúng không? Cộng cái điểm này. Ok. Rồi bây giờ tôi nhập 10 thì nó xuất ra điểm 10, đúng không? Cô comment cái này lại nhá. Để các bạn nhìn cho dễ ha. Đấy. Nhưng mà giả sử như cô mà nhập là 0, trừ 1 đi ha, 0 thì vẫn thỏa mãn. Trừ 1 thì nó yêu cầu nhập lại. Đấy, thì các bạn có thể là để cái gì đấy ạ? Cái chữ là nhập lại đi ha. Ok. Rồi, nếu mà nhập 10 thì ok, không sao, nó in ra điểm 10. À, nhưng mà nhập là 11 cái thì yêu cầu là nhập lại điểm. Cũng yêu cầu. Vậy là số lần lặp các bạn thấy là tùy thuộc người nhập. Đấy, người nhập có cái sai hoài, nó cứ lặp hoài. À mà đúng rồi thì thôi. Hoặc là có ngay cái đúng lần từ đầu á thì nó sẽ không rơi vào vòng lặp nữa. Thoát khỏi vòng lặp nó không rơi, kiểm tra điều kiện này không thỏa mãn là nó không rơi vào vòng lặp nữa, nó in ra điểm luôn. Đó. Vậy thì cái này rất là dễ. Điều khiển chương trình nó sẽ gặp câu lệnh while thì nó làm gì? Nó kiểm tra cái biểu thức trong này, nó tính toán. Nếu cái biểu thức này trả về đúng đúng là nhỏ hơn không hoặc là lớn hơn người thiệt thì nó lại thực hiện vòng lặp. Rồi nó lại quay, thực hiện xong thì nó lại quay lại, nó kiểm tra điều kiện tiếp, nếu đúng nữa nó lại thực hiện vòng lặp. Thì nếu như nó lại quay lại biểu thức này mà trả về sai, nếu tôi cho số 1 cái là biểu thức này trả về sai ngay. Tại vì là 1 nó cũng không nhỏ hơn 0 mà cũng không lớn hơn 10. Cho nên số 1 nó bị sai. Điều kiện với cái biểu thức này số 1 nhập là bị sai rồi. Thì nó thoát khỏi vòng lặp và nó in ra cái số 1 là một điểm ở đây. Ok không ạ? Đấy. Thì đây là một cái dạng cái biểu thức điều kiện này nè. Nó phụ thuộc vào cái dữ liệu nhập vào. Và chắc chắn là các bạn sẽ không biết được là lặp bao nhiêu lần, bởi vì số lần lặp nó phụ thuộc vào người nhập. Ha, ông dân dở ông chơi ông nhập cả ngày ông chơi vậy đó. Còn không ông nhập cái đúng ngay từ đầu thì thôi. Ok ha. Rồi còn nếu như các bạn mà thực hiện bằng câu lệnh do while thì sao? Cũng bài toán này cô viết thành cái do while. Do, cú pháp của nó do. Ở đây là while biểu thức ha. While biểu thức ha các bạn. Rồi. Thì biểu thức cũng vậy các bạn bê cái biểu thức này vào đây. Biểu thức giống nhau nhé, không khác gì nhau cả. Ồ, từ từ ha. Rồi, vậy thì nhưng cái này có một điểm khác là nó có thể nhập, nó không thêm một cái câu lệnh nhập ngoài mà nó nhập luôn ở đây. Cô khai báo một cái biến, các bạn cũng phải rồi điểm 2 nhé, đây là điểm khai báo thôi. Vậy cái điểm 2 là các bạn gán bằng prompt. Đấy. Cô comment cái này lại nhé. Rồi, cô in cái đây đây ha. Ok, comment luôn cái này ha. Rồi, đấy, nó nhập luôn này. Nếu nhập trừ 1 thì nó lặp tiếp. Ủa khoan. À, điểm 2 các bạn nhé, nó so sánh điểm 2 có bị nhầm này.
mai á, so sánh rồi, ok chạy lại nè. Nếu trừ 1 thì nó lặp tiếp, 11 nó lặp tiếp, 12 lặp tiếp. À nhưng 10 cái à, bị lỗi xin lỗi. 10 cái là hết lặp nha các bạn, 10 cái là nó dừng. Và nó in ra cái, xin lỗi các bạn, lấy ra cái điểm 2 nhá. Cô nhầm nè. Đấy, copy mà quên sửa đó. Ok. Rồi. Cổ mình nhớ khát nước quá. Ôi không thể chơi nước nào. Rồi ok nhé, tiếp nào. Bây giờ cô sẽ giải thích cái câu lệnh này nhé, giải thích cái cú pháp. Cú pháp của câu lệnh câu lệnh do why ha các bạn. À, bây giờ nhìn nào. Chương trình vào nó không biết làm gì cả, nó không biết, nó chưa biết là đúng sai gì nữa. Thực hiện câu lệnh một lần nào. Ok. Thực hiện câu lệnh một lần đã. Rồi, thực hiện xong rồi nó mới kiểm tra biểu thức. Nếu biểu thức đúng, nó quay lại vòng lặp, nó thực hiện câu lệnh tiếp. Thực hiện cho đến khi nào mà biểu thức này sai thì nó thoát khỏi vòng lặp. Đó. Vậy thì cái sự khác nhau giữa cái why và do why là khác nhau chỗ nào? Đây. Với câu lệnh why nhá, với câu lệnh why thì biểu thức, kiểm tra biểu thức ngay ở đầu vòng lặp luôn. Nếu biểu thức đúng thì nó mới lặp tiếp, còn sai là thoát khỏi lần vòng lặp luôn. Vậy có nghĩa là gì ạ? Vậy có nghĩa là cái vòng lặp ở trong why có thể không được thực hiện lần nào. Okay. Tức là điều kiện nó sai ngay từ đầu. Đúng ạ? Thì nó thoát khỏi vòng lặp luôn. Ok. Đây. Nhưng với do why thì sao? Với do why thì nó chưa kiểm tra điều kiện. Vào cái nó thực hiện câu lệnh. Rồi sau để nó kiểm tra điều kiện sau. Đấy. Nếu điều kiện đúng thì nó lặp tiếp, còn nếu cái điều kiện sai nó thoát ra khỏi vòng lặp. Vậy thì với do thì cái biểu thức, cái câu lệnh trong do why á, trong do á, nó ít nhất nó thực hiện được một lần. Đấy. Thực hiện ít nhất thực hiện một lần cái đã. Đấy. Ok. Đó là sự khác nhau giữa why và do why. Bản chất là giống nhau hết các bạn, nó chỉ khác nhau chút S vậy thôi. Đấy, nó khác nhau chút S vậy thôi. Được chưa? Ok. Đấy. Và có một cái lợi thế là với cái trường hợp mà những cái bài toán mà cần mà phải xác định điều kiện dựa vào cái dữ liệu nhập vào á, do người dùng nhập á, thì dùng do why thì nó hay hơn. Tại vì nó đỡ dư một câu lệnh. Cái này là viết một câu lệnh nhập dư ra ngoài trước, sau đấy các bạn mới kiểm tra điều kiện. Và cái câu lệnh prompt nó được viết hai lần, trong khi ở dưới câu lệnh prompt nó được viết một lần thôi. Đấy. Thì đó là sự khác nhau giữa why và do why. Tất nhiên với bài toán này các bạn hoàn toàn có thể chuyển thành for, hoặc là câu lệnh for có thể chuyển thành why, do why bình thường. À nhưng mà khuyến nghị cho những bài toán như vậy cho các bạn nhìn ha. Mỗi bài toán khác nhau thì nó sẽ có những câu lệnh nó phù hợp hơn nha các bạn, nó phù hợp hơn thôi. Còn câu lệnh nào cũng dùng được. Ok. Nhá, nhiều bạn quen dùng why thì dùng why hoài. Không sao cả, không thích dùng for thì thôi. Còn những bạn thích dùng for thì dùng for mid cũng chẳng sao cả. Hả? À, đừng hỏi tại sao lại dùng cái này cái kia nữa, em dùng cái này được không được. Các bạn quen, chỉ là gợi ý dùng cái nào nó hay hơn thôi. Rồi, ok nhá. Vậy là mình vừa qua được 3 câu lệnh nhé các bạn. Câu lệnh for, câu lệnh why và câu lệnh do why. Ok. Rồi bây giờ mình qua câu lệnh nhảy nhé các bạn. Câu lệnh nhảy. Mình qua câu lệnh nhảy ha. Gọi là câu lệnh jump. Ok. Câu lệnh jump ha. Break continue ha. Thì với break continue thì
nó dùng để nó thoát ra khỏi vòng lặp. Ví dụ như break nhé, nó sẽ ví dụ như cô cho một bài toán như thế này nè. Các bạn viết một chương trình in ra các số từ 0 đến 100. In ra các số từ 0 đến 100. Nếu số chia hết cho 9 thì không in, thì không được in ra màn hình. Đó. Tức là in hết ra, chỉ có số từ số 10 hết, chia hết cho 9 thì không in thôi. Số nào chia hết cho 99 này, 18 này, 27 là không được xuất ra màn hình. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cô sẽ làm cái câu chuyện là tôi in các số chia hết cho 9 trước ha. Tại vì tôi biết chạy từ 0 từ 100 cho nên tôi dùng vòng là for. Let y gán bằng 0, y nhỏ hơn hoặc bằng, chạy đến đúng 100 cho nên tôi in 100 y cộng cộng. Ok. Rồi, tôi in ra các số document.write. Đúng không ạ? In ra cái số y. Và tất nhiên tôi sẽ cộng thêm cái dấu cách vào đây nữa ha. Để các bạn nhìn cho dễ ha. Đấy, nó sẽ in ra các bạn này. 0, 1, 2, 4, 5, 6 đến 100. Ok. Rồi. Nhưng mà bài toán của cô là nếu chết cho 9 thì không in. Vậy thì cô chỉ cần thêm cái dòng này thôi các bạn nhé. If nếu y mà chia hết cho 9, y phần trăm 9 mà bằng bằng 0, có nghĩa là tôi đang kiểm tra cái số chia lấy phần dư cho 9 nó bằng 0, thì tôi không in ở ra ngoài mà tôi để break. Tôi thoát, tôi thoát luôn. Rồi. À quên. Nhầm. À không, không để được không nha, không chia hết cho 9 nhá. Đấy, ở đây tôi để 1 đi ha. 1 đi nha các bạn, bỏ số 1 đi ha. Đấy. Rồi, tôi để continue. Rồi. Các bạn nó thấy nó sẽ in nào, 1 2 4 5 6 7 8, số 9 không in, 10. Rồi, các bạn muốn để tôi để xuống, tôi để cái dấu xuống dòng xuống nhé. Đấy, để các bạn nhìn cho dễ ha. Chia cho 9 cho tôi xuống dòng một cái nữa. Đúng không ạ? BR ha. Tôi xuống dòng một cái ha. Rồi. Nó in à. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Số 9 ngưng. Nó ngưng, nó xuống dòng xong nó cũng không in luôn. Nó continue luôn. Sau đó nhảy 10, 1, 2, 10, 6, 18 ngưng. Đến 27 ngưng. 9436, 9545, 9654, 9763, 998, 9872, 9981, 9090, đúng không? 99, số 99 không được in ra nữa. Ok chưa? Vậy là các bạn thấy là nó sẽ in đúng rồi. Vậy bây giờ cô sẽ giải thích câu lệnh này như sau nhé. Đầu tiên y bằng 1. À, gán đầu tiên y 1, nó kiểm tra y nhỏ hơn 100. Đúng không? Đúng. Nó kiểm tra tiếp xuống đây, nó chạy cái tiếp của lệnh này, nó hỏi chia y chia dư cho 9 có bằng 0 không? Đương nhiên bằng 0. Không bằng 0 bởi vì là 1 mà chia lấy dư cho 9 thì nó dư 1. Bằng 0 dư 1. Thì điều kiện này nó phải sai. Điều kiện sai thì đương nhiên nó không rơi vào vòng lặp. À rơi không rơi vào điều kiện này. Nó đã chạy xuống, nó in ra y là bằng 1. Nó tăng lên tiếp. Nó tăng y lên bằng 2. Đấy, kiểm tra điều kiện vẫn đúng. Điều kiện này nó kiểm tra sai, tại vì 2 không chia hết cho 9 thì nó in số 2, tương tự đến số 8. 8 vẫn nhỏ 100. 8 chia dư cho 9 bằng 0 bị sai, tại vì 8 không thể chia dư cho 9 được. Chia 9 dư 8 lần. 8 mà chia dư cho 9 thì nó sẽ là bằng 0 dư 8. Hiểu không ạ? Không chia được dư. Rồi. Thì nó không rơi vào đây, sai rồi thì in số 8. Rồi y tăng lên 9, điều kiện này vẫn đúng. Nó kiểm tra tiếp điều kiện dưới này, if. Vậy thì 9 phần trăm 9 đương nhiên là bằng 0, tại vì lấy phần dư là dư 0. Đó, thì nó in cái dấu xuống dòng, nó nhảy xuống dòng á. Và đồng thời nó gặp câu lệnh continue. Khi gặp câu lệnh continue,
thì nó sẽ bỏ qua tất cả những câu lệnh sau nó, cho nên là cái câu document.write này bị bỏ qua luôn, nó không được thực hiện. Và nó bắt đầu quay lại đầu vòng lặp, có nghĩa là nó quay lại nó kiểm tra điều kiện tiếp. Vậy là câu lệnh continue nó mục đích là gì ạ? Nó khi gặp câu lệnh continue thì nó sẽ bỏ qua nó, tức là nó thoát khỏi vòng lặp đó, nó bỏ qua tất cả những câu lệnh sau nó, tức là nó nghĩa là nó ra khỏi cái vòng lặp và nó quay đầu, nó quay đầu lại đầu vòng lặp, continue tiếp tục mà, nó quay đầu lại đầu vòng lặp. Và giải thích cụ thể hơn là nó sẽ không thực hiện những câu lệnh sau continue nữa. Hiểu không ạ? Câu lệnh sau continue nó không thực hiện nữa mà nó quay lại tiếp tục vòng lặp. Ok. Đó, thì đó là câu lệnh continue. À, cũng là bài toán này. Nếu như cô thay thế bằng câu lệnh break thì sao? Đây. Các bạn thấy này. Đây, xuống dòng đi ha. À, copy đi từ gì ha? Copy anh này ha. Đó. Xuống dòng đi ha, đây. Nếu như thay cái chữ continue bằng cái break thì sao? Đấy, nó vẫn chạy như vậy đến khi nó gặp break. Nó gặp break thì nó cũng không thực hiện, tức là nó thoát khỏi vòng lặp luôn đó, nó bỏ qua tất cả những câu lệnh sau nó và nó dừng vòng lặp luôn, thoát khỏi vòng lặp luôn. Vậy là nó chỉ chạy đến 8 thôi, nó không bắt đầu lại vòng lặp nữa mà đến 8 nó dừng. Vậy là break và continue thì nó khác nhau cái gì? Với câu lệnh break, khi gặp chương trình gặp câu lệnh break thì nó sẽ bỏ qua tất cả những câu lệnh sau nó và nó thoát khỏi vòng lặp luôn, tức là nó đến cái điểm này thì nó văng ra khỏi vòng lặp luôn, dừng luôn. Ok, nếu gặp là dừng luôn. Còn với câu lệnh continue thì nếu gặp continue thì nó sẽ bỏ qua các câu lệnh sau nó và nó quay lại đầu vòng lặp. Đó, hai cái này nó khác nhau. Ok chưa? Đó là break và continue. Hai câu lệnh này nó rất là bá đạo, nhất là câu lệnh break các bạn dùng rất là nhiều. Mục đích câu lệnh break để các bạn xử lý những cái tình huống là các bạn thoát khỏi vòng lặp. Và nó ngoài thoát khỏi vòng lặp nó còn thoát khỏi cái switch nha. Tuy nhiên các bạn làm với vòng lặp rất là nhiều, thoát khỏi vòng lặp á. Ok chưa? Đó. Đó là lý do mà sao mà cái đồng chí break là dùng được nhiều nha các bạn. Ok chưa ạ? Rồi. Thì đó là câu lệnh break và continue. Đấy, và mình vừa đi xong cái gì à? Mình vừa đi xong cái ba câu lệnh lặp và một hai câu lệnh nhảy nhá. Ok. Được chưa? Rồi. Pause. Rồi, cô đang tạm dừng xíu ha. Ổn không mấy đứa? Hú hú, ổn không ạ? À? Giờ ổn Thì cô sẽ cố gắng cô dạy chậm 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 lại cho các bạn ha. Các bạn không biết các bạn có hỏi thoải mái nha. À, được cái không phải coi lại ha. Ổn. Nếu mà ổn rồi mua một giờ cái 10. Thôi hôm nay học tới đấy ha. Ngồi bên nhà hàng thì cho vui. Được không? Ổn không? Học đến được không? dạ được, dạ được. Rồi. Cho em chụp bài cô ơi. À, giáp hả? Giáp miễn chậm cho giáp luôn Dạ đi nhỉ, chứ chậm hoài em nhắn nữa cô ơi, không, riêng giáp là miễn em miễn ơi sao lại miễn cô, trời chứ ơi chậm hoài thế nào cũng vậy à. Rồi thi cũng đâu rớt còn à, cái web admin mà thi cũng rớt à, ý là vậy đó, chứ không phải là còn web admin gì ơi, sao lại rớt được cô, em đang cố gắng để không rớt nè. à. Chắc chưa, chắc chưa, cho Thì tôi bây giờ biết rớt thì phải cố gắng để học mà không rớt chứ sao. chứ tôi thấy Long Đình ông có than ông quá trời rồi, ra cố lên Dạ. thầy, trời ơi, nó đã làm được gì đâu, game nó chưa làm được gì đúng không, chấm bài game Đâu, chưa, game em la được rồi mà. thế hả thầy, nói nó làm được có mối kia cái gì á. Rồi ok, cố lên, hy vọng là không sao nha. Rồi để rồi về chấm bài đi ha. Cô sẽ dừng cái video này lại. Function end. Nha. Yeah.
Dừng cho ta. Ủa, phóng option option n không dừng hả? Ủa.